do vấn đề bản quyền âm nhạc trên YouTube, cho nên video này không có đăng cái âm thanh. Thì quý vị các bạn chịu khó vào cái phần bình luận, ở đây có tạo sẵn cái liên kết để quý vị tải âm thanh về máy. Âm thanh đã được tải xong thì chúng ta vào file của bạn nè, thì nó sẽ có file của bạn một âm thanh, có phần chúng ta download hồi nãy, và chúng ta mở lên. Mở lên thì sẽ đồng thời coi với cái YouTube không có tiếng. Rồi, chúc các bạn xem video vui vẻ.